nhà 3 gian bê tông 8,5 x 7m trọng nhà thờ. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Trọng Nhà Thờ, là đơn vị chuyên thi công nhà thờ họ từ đường bằng gỗ bằng bê tông. Hôm nay đơn vị Trọng Nhà Thờ xin phép gửi đến quý vị và các bạn một mẫu nhà thờ bằng bê tông có kích thước là 8,5m x 7m. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi. Trên hình ảnh của các bạn đó là toàn bộ không gian bên trong của công trình. Công trình có quy mô 3 gian thờ và tập trung điểm nhấn đó là gian giữa, còn 2 gian bên đó là tiếp khách và kế sập. Những điều đặc biệt của công trình là toàn bộ hệ thống kết cấu trụ lực chính, khung keo cột làm bằng hệ khung bê tông cốt thép, tường xây bao che bằng gạch đặc và chát sơn. Còn lại là phần gỗ, đó là toàn bộ hệ cửa gỗ, hệ dùi gỗ, nóc gỗ và sử dụng gỗ lim nam phi. Đồ nội thất thờ tự, hoành phi, câu đối, cửa võng, bàn thờ, trường kỷ, sập thờ là sử dụng gỗ ngõ đỏ và gỗ vụn. Vẫn theo lối kiến trúc bố trí quen thuộc và bài bản, đó là gian giữa thờ tự, hai gian bên là tiếp khách và nghỉ ngơi, được phân biệt giữa chính và phụ. Còn hai bên thì là quý vị và các bạn có thể nhìn thấy bên trái được bày một bộ trường kỷ và tủ chè, tường hậu thì bày tranh trang trí. Bên phải đó là một cái sập để nghỉ ngơi, ở trên cũng là một bức tranh về sen. Vách hai bên hồi được trang trí bằng vách vỏ măng và sử dụng gỗ lim nam phi. Phía trước đó là ba chuông cửa bức bàn chạm đục theo chủ đề tứ quý tùng cúc trúc mai. Hệ thống cửa võng thì cũng phân biệt giữa chính và phụ, hai bên gian biên được chạm đục theo lối sen hạc và ở giữa sẽ được chạm đục theo hình thức cầu kỳ hơn và ưu tiên hơn. Quý vị và các bạn có thể nhìn rất là rõ, đây là ba gian, phía bên trong thì đều được làm ba khoang cửa võng hoành phi câu đối thì đặc biệt được thiếp vàng và mạ vàng thật. Tất cả hệ thống đồ nội thất thờ tự, hoành phi câu đối thì đều được sử dụng gỗ gõ đỏ và đục liền khối. Từ câu đối là câu đối lòng mo cũng là liền khối, hoành phi liền khối, cuốn thư liền khối và đều được sử dụng các thủ pháp chạm đục bóng kênh rất tỉ mỉ và cầu kỳ. Đó là cái không gian bên trong, xin phép giới thiệu với quý vị bên ngoài. Thì từ ngoài sân đó là hệ tam cấp bằng đá xanh, có cột hiên bằng đá, thì sử dụng hệ thống rèm để che chắn nắng mưa. Công trình được xây dựng trong một cái khuôn viên có nhà ở, thì nhà ở 2 tầng, còn công trình là 3 gian. Quý vị và các bạn có thể nhìn rất là rõ trên cái tổng mặt bằng, có lối vào chính nhìn thấy nhà ở và bên tay trái đó là nhà thờ. Khu vực giao giữa nhà thờ và nhà ở là khu vực bếp. Mặt bằng của nhà thờ là 3 gian 8,5m chia cho 3 gian, gian giữa rộng hơn và được bố trí vì giữa thì là 4 cột, cột hiên bằng đá. Mặt tiền 3 chuông cửa bức bàn và nổi bật đó là 4 cột bằng đá. Bước vào phía bên trong thì từ gian giữa chúng ta có thể nhìn thấy ở hai bên có được bài trí 3 chuông cửa võng tạo cái sự ngăn cách không gian giữa khu vực bên trong và bên ngoài là cửa bức bàn. Để quý vị nhìn rất là rõ các cái đồ thờ cũng như là màu sơn của công trình thì rất là đồng bộ.
Ở gian bên là trường kỷ và tủ chè, có bức tường hậu thì được treo tranh trang trí. Hệ mái của công trình thì được rất là ưu tiên, đó là hệ thống chiếu sáng. Đối với đơn vị trọng văn thờ thì hệ thống chiếu sáng là một khâu quan trọng quyết định sự thẩm mỹ nét đẹp của công trình, làm sao để khoe được các cái hoa văn họa tiết của đồ thờ cũng như khoe được cái vẻ đẹp của kết cấu công trình. Đây là khám thờ cũng được đục rất là cầu kỳ và tỉ mỉ. Đối với hệ thống hoành phi cầu đối, và đặc biệt là cầu đối thì sử dụng cầu đối lòng mo liền khối không chắc. Tương tự thì hoành phi cũng là liền khối không chắc. Đối với bàn thờ thì được chạm trổ đục rất là cầu kỳ, bởi vì nó là gian giữa chính điện, vì thế nên đây là một cái điểm nhấn rất quan trọng trong công trình. Hệ thống ánh sáng kết hợp với đồ thờ và bố trí sắp đặt nội thất thì tạo thành một cái không gian tổng thể hài hòa và đồng bộ. Thì đối với chủ đầu tư thì cũng rất là cầu kỳ trong vấn đề là lựa chọn về thiết bị ánh sáng, ví dụ như là đèn hay các tranh trang trí. Thì quý vị có thể nhìn rất là rõ về hệ thống cửa trong quá trình chế tác và gia công tại xưởng. Thì cửa bức bàn sử dụng là cửa lim nam phi, nhưng mà được chạm bong kênh thủ công, vì mục đích là để khoe phô diễn những nét đẹp nhất ở trên mặt tiền của ngôi nhà. Khi quý vị và các bạn bước vào một công trình kiến trúc cổ, kiến trúc truyền thống, thì điều đầu tiên quý vị và các bạn nhìn thấy đó là hệ cửa bức bàn. Chính vì thế nên đối với những chi tiết kiến trúc mà phô diễn ở tầm thấp thì có điều kiện quý vị và các bạn đầu tư sẽ được những cái sản phẩm tinh hoa và đẹp mắt nhất. Cửa bức bàn thì được đục chạm theo chủ đề, đó là Tùng Cúc Trúc Mai, lối tứ quý, và thể hiện rất là rõ theo lối tả thực cho từng đường nét chi tiết cầu kỳ đến thân cây, vỏ cây, lá cây và các cánh hoa, thì đều được người thợ chế tác thủ công và lựa chọn những cái đường nét tinh xảo nhất để áp dụng cho sản phẩm. Với mỗi một công trình của đơn vị trọng và thờ thì nó đều phải trải qua các bước rất quan trọng. Điều đầu tiên đó là thiết kế, mục đích là để đưa ra cái hình thức và quy mô của công trình và lên được cái tổng dự toán của công trình. Tiếp theo, từ bản vẽ thiết kế sẽ phân ra các chức năng nhiệm vụ trong nhóm, ví dụ như hạng mục xây dựng, hạng mục gỗ, hạng mục đá, hạng mục chiếu sáng, đồ thờ, và sẽ được các đơn vị chuyên môn của đơn vị trọng hòa thờ xử lý và giải quyết, đưa những cái nét đẹp nhất, tinh hoa nhất của các mảng, ví dụ như gỗ hay đá hay phần xây. Và điều đặc biệt đó là sự đồng bộ từ thiết kế đến thi công, từ màu sắc của gỗ đến màu sắc của màu gỗ sơn ở trên nền bê tông. Thì đây cũng là một công trình tương đối đặc biệt với chủ đầu tư đã là người quyết định đầu tư lựa chọn những sản phẩm vật liệu theo tư vấn của đơn vị trọng và thờ, và để hình thành nên một công trình ưng ý và đẹp mắt. Từ những khâu chọn lựa về gạch lát nền đơn thuần, chúng ta có thể sử dụng gạch đỏ của Vigacera hay là đất Việt, nhưng đơn vị trọng và thờ có tư vấn cho chủ đầu tư sử dụng gạch của Tây Ban Nha, gạch nhập của nước ngoài. Đây cũng là một loại gạch có ưu điểm về màu sắc cũng như là về chất lượng vượt trội. Vừa rồi thì là một số các hình ảnh cũng đầy đủ và tương đối chi tiết
về công trình nhà thờ ba gian bằng bê tông có hình thức kiến trúc và lối bài trí theo lối cổ truyền thống. Và xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, theo dõi video của đơn vị Trọng Hòa Thờ. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ đơn vị Trọng Hòa Thờ và xem những cái video tiếp theo bổ ích và nhiều điều thú vị hơn nữa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tới. Xin chào quý vị và các bạn.